Vậy đó các bạn, quá đẹp luôn. Thôi thu hoạch. Mời các bạn cùng xem với mình nha. Hái các bạn, thôi vô lấy than ra hái cho khỏe. Thank you.
Giờ lấy bịch lên hái cho gọn. Nhìn đây không? Đây cái chùm này các bạn thấy cái chùm không? Đó, quá trời luôn. Ồ, quá trời trái. Nhìn cái chùm thấy mê quá. Giờ lấy cái bịch lên hái tiếp. Quá trời luôn các bạn ơi, rụng hết. Tay hái, tay cầm một cái điện thoại nó hơi rung, các bạn thông cảm nha. Quá trời các bác, các bạn. Ô chùm nè, mê không? Quá trời. Tay cầm điện thoại, tay hái có thiệt. Nè các bạn, mê không? Đã luôn mà. Rớt rồi. Quá trời quá đất. Giỏi lại cái chụp này không. Đó, tay mình đang kìm cái bịch nè. Còn một tay cầm điện thoại, một tay thì hái. Màn hình nó hơi rung, các bạn thông cảm nha. Ồ, trên cao quá trời, giờ hái mất sơ mà đầy bịch rồi các bạn ơi.
chôm không à? Này nó ra trái dễ không? Mình hái trái thôi. Để cái chùm này coi sau này nó ra trái nhiều hơn mấy chỗ khác. Nó còn cái nhánh này nè các bạn, sau này nó đâm tược ra, đâm ra trái non nó nhiều hơn, nó mạnh hơn. Như vậy nè các bạn, mình chừa nhánh vậy nè, sau này nó đâm cái trái ra nên nó ra thì cái non á nó ra mạnh hơn.
kênh mình thấy tiếp các bạn. Được nhiêu đây nè các bạn. Giờ thôi mình xin phép dừng video tại đây. Hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye.